Xin chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin giá hơi sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020. Giá hơi hôm nay vẫn tiếp tục tăng ở nhiều tỉnh thành trên phạm vi cả nước. Hiện nay mức giá cao nhất đạt 94.000 đồng 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Và đáng chú ý, lượng heo trong ngày hôm nay về các chợ đầu mối giảm hẳn. Và hiện tại đối với thị trường miền Bắc, giá heo hơi đang ở mức cao nhất cả nước so với các miền còn lại. Nhiều hộ chăn nuôi cho biết, vài ngày gần đây, lượng heo về các chợ đầu mối giảm do nguồn hàng khan hiếm dần, sức mua yếu bởi do ảnh hưởng của dịch viêm phổi cấp khiến người tiêu dùng hạn chế ra ngoài, đi chợ cũng như là mua sắm. Tại các địa phương ở lân cận thành phố Hồ Chí Minh, thương lái vẫn lùng sục mua heo khá vất vả vì không thể tiếp cận được với nguồn hàng từ các công ty lớn hoặc phải mua qua trung gian với giá cao ngất ngưởng. Và hiện nay đối với thị trường thành phố Hồ Chí Minh cũng như là các tỉnh lân cận ở vùng này, giá heo hơi hầu hết là đều trên 80.000 đồng 1 kg. Theo tìm hiểu, dịch tả lợn châu Phi đã làm thiệt hại nặng nề đến đàn lợn nái, lực sản xuất giảm dẫn đến con giống hiện nay rất là khan hiếm. Giá con giống hiện nay ở các địa phương cũng cao chót vót và hiện nay đang dao động mức giá 2,5 cho đến 3 triệu đồng trên một con, loại dao động từ 6 đến 8 kg trên một con và thậm chí nhiều nơi còn không có heo giống để tái đàn. Giá heo hôm nay ngày 20 tháng 4 là cuộc chạy đua tăng giá ở cả ba miền Bắc, Trung và Nam. Khi giá nhảy số liên tục, có nơi sáng một giá, chiều đã tăng lên 1 đến 2 giá so với buổi sáng. Và hiện nay đối với thị trường, cả ba miền Bắc, Trung, Nam đang tiến gần đến mốc 95.000 đồng 1 kg. Hiện tại thị trường miền Bắc theo ghi nhận trong sáng ngày 20 tháng 4 vẫn niêm yết mức giá cao nhất, cụ thể như Nam Định dao động lên đến 94.000 đồng 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Và một số địa phương khác ở thị trường miền Bắc có mức giá trên 90.000 đồng 1 kg như Hà Nội, Hải Dương, Hưng Yên, Vĩnh Phúc hay là Nam Định, Thái Bình. Các tỉnh này đều đang dao động mức giá 90 đến 93.000 đồng 1 kg. Và một số địa phương có mức giá thấp hơn một chút như là Hà Nam, Bắc Ninh, Hải Phòng. Hiện nay các địa phương này đang dao động mức giá 87 cho đến 89.000 đồng trên 1 kg, mức giá rất là cao. Còn đối với các tỉnh ở khu vực phía Đông Bắc, hiện nay giá hơi cao nhất thuộc về tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên và Bắc Giang. Các địa phương này đang dao động mức giá 90 đến 91.000 đồng 1 kg đối với dòng heo siêu loại 1. Còn các địa phương còn lại như Cao Bằng, Hà Giang, Yên Bái, Lào Cai hay là Bắc Cạn, giá hơi đang dao động mức giá 84 cho đến 88.000 đồng 1 kg. Và ngay như Phú Thọ, trong ngày hôm nay nhiều hộ chăn nuôi cũng báo giá tăng đến 2 giá so với ngày hôm qua. Còn đối với thị trường miền Trung, trong ngày hôm nay giá hơi vẫn đang ở mức cao, đặc biệt là đối với tỉnh Bình Định, Bình Thuận, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, giá hơi cũng ở mức cao, nhiều hộ chăn nuôi báo giá lên đến 90.000 đồng 1 kg. Cụ thể như đối với các tỉnh ở khu Bắc Trung Bộ, trong ngày hôm nay giá hơi đang dao động mức giá 83 cho đến 90.000 đồng 1 kg. Cao nhất thuộc về tỉnh Thanh Hóa, hiện nay giá heo siêu loại 1 đang dao động mức giá 86 đến 90.000 đồng 1 kg. Còn các địa phương khác giá heo hơi khá là thấp, thường thấp hơn khoảng 3 đến 4 giá so với tỉnh Thanh Hóa. Còn đối với các tỉnh ở khu vực Nam Trung Bộ, khi nhận có Bình Thuận và Bình Định, hiện nay Bình Thuận đã chạm mốc 93.000 đồng 1 kg và cũng không có sự thay đổi trong phiên giao dịch sáng ngày hôm nay, mức giá rất là cao. Tuy mức giá cao nhưng nhiều hộ chăn nuôi cho biết hiện nay ở tỉnh Bình Thuận lượng heo lớn xuất ra thị trường khá là ít, bởi hiện nay heo lớn rất là khan hiếm ở tỉnh này. Quảng Nam, Quảng Ngãi cũng có mức giá cao. Ngày hôm qua thì Quảng Nam và Quảng Ngãi một số huyện đang có dấu hiệu chứng lại. Tuy nhiên trong ngày hôm nay mức giá cũng đã đạt đến 89.000 đồng 1 kg ở huyện Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi. Phú Yên, Khánh Hòa đang dao động mức giá 84 đến 85.000 đồng 1 kg. Bình Định cũng đã chạm mốc 90.000 đồng 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu Tây Nguyên, trong ngày hôm nay giá hơi cao nhất đó là thuộc về tỉnh Lâm Đồng, đã chạm mốc 90.000 đồng 1 kg. Và thậm chí có một số hộ chăn nuôi báo giá ở An Khê, Gia Lai cũng đã chạm mốc 90.000 đồng 1 kg. Còn các địa phương khác ở khu vực Tây Nguyên đang dao động 85 cho đến 88.000 đồng 1 kg. Các tỉnh ở khu Đông Nam Bộ trong ngày hôm nay giá hơi vẫn đang giữ mức giá ổn định và khá là cao. Cao nhất đó là thuộc về các tỉnh như là Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu hay là Tây Ninh. Các tỉnh này đang dao động mức giá 86.000 đồng 1 kg và thậm chí một số hộ chăn nuôi báo giá ở tỉnh Đồng Nai cũng như là Bà Rịa Vũng Tàu, giá heo siêu loại 1 lên đến 88.000 đồng 1 kg.
Và cuối cùng đó là đối với các tỉnh ở khu vực Tây Nam Bộ, trong ngày hôm nay một số địa phương có mức giá cao như Bến Tre dao động 88 đến 92.000 đồng một kg, Cần Thơ cũng đã chạm mốc 90.000 đồng một kg từ ngày hôm qua cho đến nay. Trà Vinh dao động 90.000 đồng một kg hay Sóc Trăng hiện nay nhiều hộ chăn nuôi báo giá ở Vĩnh Châu cũng đã lên đến 90.000 đồng một kg. Còn các dòng heo nhỡ ở Sóc Trăng chỉ dao động khoảng 86 cho đến 87.000 đồng một kg. Một số địa phương có mức giá thấp hơn như là Long An, An Giang, Kiên Giang hay Cà Mau, tuy là mức giá thấp nhưng cũng đã trên 80.000 đồng hết rồi và thậm chí có những địa phương đã chạm mốc 85.000 đồng một kg. Và sau đây mình xin gửi đến quý anh chị và các bạn bảng cập nhật chi tiết giá heo hơi trong phiên cập nhật sáng ngày hôm nay, sáng ngày 20 tháng 4 năm 2020 của tất cả các địa phương trên phạm vi cả nước. Kính mời quý anh chị và các bạn cùng theo dõi.